Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 27 đọc cô quái khách, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Đọc cô Nhạn thốt nhiên giật mình kinh hãi. Nguyên là chàng đã nghe rõ, có tiếng người cười rất lạnh lẽo rồi nói: "Mưu kế của các người tuy hay thật, nhưng e rằng không có được như nguyện đâu." Thanh âm này tuy nhỏ bé nhưng rất là rõ ràng. Đọc cô Nhạn đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Quần hùng đều nhắm mắt ngưng thần, dường như không một ai phát giác ra điều gì khác lạ. Chàng không nhịn được nữa rồi cất tiếng khẽ nói: "Quý vị có nghe thấy động tĩnh gì không?" Quần hùng đều đồng thanh đáp: "Không thấy gì hết." Tuệ Phạm Thiền Sư vội lên tiếng hỏi: "Thị lực và thính lực của lão hiệp sĩ rất mực cao cường đã phát giác ra hành tung của địch chưa?" Quần hùng liền tề tủ chân lực chuẩn bị ứng chiến, nhưng bốn bề đều yên lặng như tờ, đến gió lại ngọn cỏ cũng không có nữa. Đọc cô Nhạn rất lấy làm kỳ, vì thanh âm kia không phải là dùng phép truyền âm nhập mật nói ra, mà sao chỉ có một mình chàng có thể nghe, loại người khác không nghe. Giữa lúc chàng còn đang kinh ngạc thì nghe tiếng cười lạc và thanh âm kia lại vang lên: "Đọc cô Nhạn, người có dám ra đây không?" Lần này chàng nghe rõ lắm và phân biệt cả là tiếng đó của đàn bà. Đọc cô Nhạn lại đảo mắt nhìn những người xung quanh thì bao nhiêu mục quan đều nhìn chằm chằm vào chàng, và hiển nhiên họ vẫn không nghe thấy gì hết. Tuệ Phạm Thiền Sư thấy đọc cô Nhạn thất kinh như vậy, liền dùng phép truyền âm nhập mật hỏi: "Đọc cô thiếu hiệp đã nghe thấy gì rồi?" Đọc cô Nhạn thở phào một cái rồi dùng phép truyền âm nhập mật đáp: "Người của Thuần Du Thế Gia đã đến đây lâu rồi mà bọn ta không phát giác ra được." "Đúng vậy ư? Đọc cô đại hiệp có nghe thấy bọn họ đã đến đâu rồi không?" "Nhiều lắm là không quá năm trượng, có khi họ đã đến chùa Lên Thạch rồi." "Ồ, đến chùa rồi sao? Vậy mà lão tăng tuyệt không nghe thấy một chút âm thanh nào." "Bọn họ đã ngỏ lời khiêu chiến với tại hạ. Họ không dùng phép truyền âm nhập mật mà cũng không phải thuật thiên lý đường thanh, nhưng lại lạ ở chỗ là sao chỉ có một mình tại hạ nghe thấy." "Ôi, vụ này kỳ à nha." Tuệ Phạm Thiền Sư khẽ tuyên một câu Phật hiệu rồi nói: "Nếu vậy thì những cuộc bố trí của chúng ta ở đây không chừng đã bị mấy mụ đó khám phá ra rồi đâu." Tại hạ cũng lo lắng nhất thiết công cuộc bố trí đêm nay đã tan tành theo bọt nước rồi. "Đọc cô Nhạn, lão thần đang chờ ngươi đây." "Lão thần không muốn nói nhiều nữa, chỉ ra hạn cho ngươi là phải ra đây ngay lập tức. Nếu không thì dư trăm quần hùng ngủ ở trong nhà khách đó, tất cả sẽ không có một tên nào sống sót đâu." Đọc cô Nhạn lại càng khiếp vía hơn. Chàng vội hỏi Tuệ Phạm Thiền Sư: "Nhà khách xá trong quý tự hiện ở nơi nào vậy?" Tuệ Phạm Thiền Sư giật mình hỏi lại: "Nhà khách xá ở trong tầng diện thứ ba. Hết thảy quần hùng bán phái và bọn quần hùng đều ở đó. Chẳng lẽ bọn Thuần Du Thế Gia cũng biết rồi ư?" Đọc cô Nhạn nhăn tích cặp lông mày. Đột nhiên chàng đứng thẳng người lên rồi trầm giọng nói: "Ai hạ đi rồi sẽ quay trở lại ngay." Tuệ Phạm Thiền Sư hốt hoảng nói: "Đọc cô thiếu hiệp, mình mang trọng nhiệm, chớ nên khinh suất dấn thân vào nơi nguy hiểm." Đọc cô Nhạn cười gượng đáp: "Vì cơ sự cấp bách, tại hạ không còn đất để mà lựa chọn nữa." Quần hùng tất cả đều giật mình kinh hãi. Thiên Long Tăng vội hỏi xen vào: "Phải chăng bọn Thuần Du Thế Gia đã kềm chế hết quần hùng ở trong nhà khách xá rồi?" Đọc cô Nhạn đáp bằng một giọng vô cùng nghiêm khắc: "Cái đó thì chưa chắc, nếu đúng thế thì sao bọn ta không phát giác ra một chút nào vậy?" Chàng dừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp: "Dù cho quần hùng ở trong nhà khách xá chưa bị kềm chế, nhưng cũng chẳng khác gì chim ở trong lòng, cá ở trong chậu. Thử hỏi trong bọn đó ai là người đối thủ với Thuần Du Thế Gia chứ?" Tuệ Phạm Thiền Sư hít một hơi dài rồi ngập ngừng nói: "Lão hiệp sĩ ra đi chuyến này ơi." Đọc cô Nhạn gượng cười ngắt lời: "Nếu tại hạ không may xảy ra chuyện bất hạnh gì, xin Thiền Sư hãy chủ trương đại cuộc giùm." Chàng chưa dứt lời thì thân hình đã giọt đi, xuyên qua điện mà bay đi ra ngoài. Đọc cô Nhạn ra khỏi điện rồi khẽ điểm đầu ngón chân xuống đất, nhảy giọt lên nóc điện nhìn ra bốn phía. Bóng đêm lờ mờ,
giữa đám điện đài trùng trùng điệp điệp khó mà phát hiện ra bọn Thuần Du Thế Gia ở chỗ nào. Độc Cô Nhạn chiếu theo lời của Tuệ Phạm Thiền Sư, nơi đó là nhà khách ở tầng Diện Lạc thứ ba mé tả. Chàng liền đảo mắt nhìn ra phía đó thì quả nhiên thấy một tòa đại điện lờ mờ trong bóng đêm. Chàng hơi yên tâm được một chút vì ít ra trong khách xá chưa có thảm kịch nào xảy ra. Đột nhiên thanh âm kỳ dị kia đập vào màn tai của chàng một lần nữa. Độc Cô Nhạn, lão thần đã ở đây chờ ngươi từ lúc nào rồi? Độc Cô Nhạn cả kinh thất sắc. Nguyên thanh âm kia phát ra từ sau đại điện, cách xa chừng 20 trượng. Đó chính là một tòa diện khác ở trước đại đường. Mấy bóng tùng bách che kín bóng người phát ra âm thanh. Độc Cô Nhạn trầm ngâm một lát, sau chàng bật lên một tràng cười dõng dạc rồi lẽ làng hạ người xuống. Chàng ung dung bước tới phía trước mấy cây tùng bách. Quãng này chỉ cách chừng 20 trượng, chàng đi chớp mắt đã tới nơi rồi. Nhưng chàng chân bước trầm trọng ra chịu khó khăn. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, chàng có rất nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ, cố tìm ra một quyết định để mà đối phó với cục diện vô cùng khẩn trương này. Lúc chàng đến trước mấy khóm tùng bách thì thấy đồng thời ở dưới gốc cây có vô số bóng người. Trái tim của chàng tưởng chừng như chìm hẳn xuống. Nguyên bọn người xuất hiện nơi đây chính là Thuần Du lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, ngũ phu nhân và ba thiếu nữ đời thứ ba trong Thuần Du Thế Gia. Ngoài bốn vị phu nhân dường như toàn bộ đã đến nơi rồi. Thuần Du lão phu nhân được ba ả tố nữ nâng đỡ, mặt của mụ vẫn che một chiếc khăn đen. Mụ thấy Độc Cô Nhạn thất thiểu đi tới liền lạnh lùng cười hỏi. Nhãi nhi, mật của ngươi quả nhiên là không nhỏ ha. Chẳng lẽ ngươi không sợ lão thân làm thịt ư? Độc Cô Nhạn bật lên một tràng cười sảng khoái rồi đáp. Bậc đại trượng phu sống có gì vui, chết có gì đáng sợ. Huống chi tại hạ chưa chắc đã chịu chết ở chỗ này. Thuần Du lão phu nhân cả giận ngắt lời. Nhỏ kia, ngươi đừng có tưởng bản lĩnh của mình là ghê gớm lắm nha. Ngươi chỉ như là một đứa trẻ 3 tuổi trong lòng bàn tay của lão thân mà thôi. Ngươi muốn chết thì thật là một sự dễ dàng lắm. Độc Cô Nhạn thấy trong tâm nảy sinh ra một cảm giác khó tả. Chàng đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi. Thầy hạ muốn hỏi lão phu nhân một chuyện có được không? Lão phu nhân hắng giọng một tiếng rồi đáp. Ta chỉ cho ngươi hỏi một lần thôi. Độc Cô Nhạn lại hỏi. Tứ phu nhân đâu rồi? Thuần Du lão phu nhân hơi lấy làm kỳ liền hỏi lại. Tại sao ngươi hỏi đến y vậy? Lão phu nhân đã ưng chuẩn cho tại hạ được hỏi một lần kia mà. Thuần Du lão phu nhân liền đáp. Được rồi, lão thần nói cho người hay. Y là một tên phản nghịch Thuần Du Thế Gia. Lão thần cầm tù y rồi. Nhưng lão thần xong việc ở đây trở về sẽ đem y ra xử tử đâu. Độc Cô Nhạn tằng hắn một tiếng rồi nói. Nếu lão phu nhân giết chết y thì e rằng vị cư sĩ trong động Linh Xà núi Quát Thương sẽ không nhìn nhận lão phu nhân là mẫu thân nữa đâu. Ủa? Thuần Du lão phu nhân toàn thân chấn động hỏi tiếp. Người nói cái gì? Người đã gặp y rồi hay sao? Đúng vậy. Tại hạ rời khỏi Quỷ Sầu Giảng liền đến thăm Linh Xà cư sĩ. Mối quan hệ giữa phu nhân và cư sĩ tại hạ đã biết rồi. Thuần Du lão phu nhân trầm ngâm một chút rồi hỏi. Độc Cô Nhạn, sao ngươi biết nhiều vậy? Vì lẽ gì ngươi giả dạng làm Lâm Thiên Lôi? Phải chăng giữa ngươi và lão Lâm có quan hệ sư đồ? Độc Cô Nhạn nhăn nhó cười đáp. Nói về nói quan hệ thì dường như còn thân mật hơn cả tình sư đồ nữa đâu. Có điều tại hạ không muốn nhận mối quan hệ đó mà thôi. Thuần Du lão phu nhân nghiến răng quát lên. Thằng nhỏ kia, lão thân không rảnh để nói nhiều với ngươi nữa. Bây giờ chỉ hỏi ngươi là muốn sống hay muốn chết mà thôi. Độc Cô Nhạn hắng giọng một tiếng rồi hỏi. Muốn chết thì sao? Mà muốn sống thì thế nào? Thuần Du lão phu nhân nói giận đùng đùng liền đáp. Muốn chết cũng không có dễ dàng gì đâu. Ít ra là ngươi phải chịu một phen hành hạ. Còn muốn sống thì một là phải nói ra. Ngươi làm thế nào mà trốn thoát ra khỏi Quỷ Sầu Giảng? Người che mặt giúp cho người trốn thoát là ai? Hai là ngoan ngoãn theo lão thân về làm tôn tế,
kết hôn với bà tôn nữ của ta. Độc Cô Nhạn đột nhiên ngẩng đầu lên cười khanh khách, tiếng cười như phát đi. Thuần Du lão phu nhân lấy làm kỳ lên tiếng hỏi: Nhài nhi, ngươi làm sao vậy? Điên rồi chăng? Độc Cô Nhạn từ từ thu tiếng cười lạc rồi đáp: Lão phu nhân coi thường thiên hạ quá. Hai điều kiện này thật dễ dàng lắm, nhất là đem ba vị tôn nữ nguyệt thẹn qua nhường cho tại hạ một mình hưởng thụ. Chắc Độc Cô Nhạn này kiếp trước đã dày đường tu. Ba thiếu nữ lúc này chưa kịp bịch khăn sa che mặt, nghe chàng nói như vậy, cô nào cô nấy đỏ mặt đến mang tai. Các cô gục đầu vào lưng của Thuần Du lão phu nhân, không nói nửa lời. Thuần Du lão phu nhân lớn tiếng nói: Người nói như vậy là ưng thuận rồi. Bây giờ chỉ cần người nói ra, người đã cứu người ra khỏi quỷ sầu giảng. Như vậy thì bao nhiêu hành vi ngông cuồng của người, lão thần nhất thiết tha thứ hết, không có trách phạt chi cả. Độc Cô Nhạn cười đáp: Người đã cứu tại hạ là một nhân vật rất mật thiết với lão phu nhân. Y là... Thuần Du lão phu nhân đột nhiên biến sắc ngắt lời: Ai vậy? Sao y lại có quan hệ thân thiết với lão thần? Vì người đó chính là con trai của lão phu nhân. Ngươi đừng có nói càng nhé. Lão phu nhân thử hỏi lại đại phu nhân coi. Thuần Du lão phu nhân nửa tin nửa ngờ, mụ trầm ngâm một hồi không nói gì. Thuần Du đại phu nhân đứng bên cạnh dịu dàng lên tiếng: Người đó quả nhiên dùng âm tà thần công của nhà ta, tuyệt công của hắn dường như còn hơn cả Nhi Tức. Nếu không thì Nhi Tức đã không để hắn trốn thoát rồi. Ủa? Thuần Du lão phu nhân đứng phát dậy lẩm bẩm: Ây, phải chăng nó là lão tứ? Độc Cô Nhạn dõng dạc hỏi: Linh xà cư sĩ hai chân đã bị tàn phế, sao còn đi từ núi Quát Thương chạy đến Nhạn Đảng để cứu tại hạ được chứ? Thuần Du lão phu nhân cũng nói: Đúng vậy, người này chân tay cực kỳ mau lẹ, nhất định không phải là tứ đệ. Độc Cô Nhạn lên tiếng nói: Nếu vậy thì lạ thật. Lão phu nhân lẩm bẩm một lúc rồi trầm giọng hỏi: Y là ai? Nói mau đi. Độc Cô Nhạn cười đáp: Y là Thuần Du Cù. Cái tên đó lão phu nhân còn nhớ chăng? Thuần Du lão phu nhân suýt nữa nhảy giọt lên, mụ la lớn: Lão nhị ư? Y còn sống sao? Thuần Du đại phu nhân cũng la quảng lên: Phải rồi, quả nhiên là hắn. Thuần Du lão phu nhân nghẹn ngào ấp úng nói: Chính lão thần đã ra tay đánh chết nó ở khe suối, làm sao mà nó còn sống được chứ? Mẫu thân của tại hạ đã cứu y. Câu này chẳng khác gì một tiếng sét nổ giữa trời quang, làm cho mọi người đều phải chấn động tâm thần. Thuần Du lão phu nhân rung lên bần bật hỏi: Người nói cái gì? Mẫu thân của người là ai? Mẫu thân của tại hạ là Thuần Du tứ phu nhân. Thuần Du lão phu nhân chẳng khác gì một con gà chọi bị thua, mụ thét lên: Người nói nhẵn nói càng, hoàn toàn nói tầm bậy. Lão tứ không có sinh đẻ một đứa con trai con gái nào hết. Độc Cô Nhạn kiên quyết đáp: Nhưng đó là sự thật 100%. Có điều tại hạ không những căm hận các vị mà thôi, còn oán hờn cả song thân nữa. Vì song thân đối với tại hạ tuyệt không có chút từ tâm nào. Thuần Du lão phu nhân gạt đi: Thằng lỗi con, mày nói toàn là những chuyện vu vơ, mày có mưu đồ gì? Thuần Du lão phu nhân chưa dứt lời thì Độc Cô Nhạn đã nói ngay: Chẳng những tứ phu nhân sinh ra một mình tại hạ, mà còn sinh ra một cô em nữa. Có điều y còn may mắn hơn tại hạ, là được gửi ra cho nhà bên ngoại nuôi dưỡng, không đến nỗi bị đem bỏ ở ngoài đường như tại hạ đây. Thuần Du lão phu nhân vẫn bằng một giọng quái gở, bà la lên: Vô lý, hoàn toàn là vô lý mà. Nếu quả có chuyện này thì đời nào lão thân lại không hay không biết được chứ. Độc Cô Nhạn cười nhạt không nói gì nữa. Đại phu nhân nhích lại gần lão phu nhân rồi ghé tai nói nhỏ: Vụ này có thể là thật đó. Nhi Tức còn nhớ đệ muội đã hai lần cáo bệnh không ra, mỗi lần đến mấy tháng trời, không chừng y đã ngấm ngầm sinh đẻ đó. Thuần Du lão phu nhân tựa hồ đau thương, lại giống như người tức giận lớn tiếng hỏi: Nhưng sao y phải làm như vậy? Vì lẽ gì mà giữ kín cái chuyện sinh đẻ chứ?
Thuần Du đại phu nhân khẽ thở dài rồi đáp: "Vụ này nói ra cũng chẳng có chi là khác lạ. Chắc vợ chồng lão tứ chỉ sợ con mình nhiễm phải ác tật, nên sau khi sinh rồi liền tìm cách đem ra ngoài quỷ sầu giảng." Thuần Du lão phu nhân vẫn không tin, nói: "Song vợ chồng lão tứ sau khi kết duyên, tứ tức phụ khó lòng, không nhiễm ác tật. Dù có đưa nó ra ngoài quỷ sầu giảng thì trong mình đứa nhỏ cũng đã có mầm bệnh rồi. Nếu vậy thì thằng nhỏ này..." Đại phu nhân thở dài ngắt lời: "Nhi tức còn có một việc chưa bẩm báo với bà. Tứ đệ muội chưa nhiễm bệnh ác tật. Đêm hôm ấy nhi tức trói y vào địa đạo và đã nhìn rõ chân tướng của y rồi." Thuần Du lão phu nhân ngập ngừng. "Thái độ..." Thuần Du đại phu nhân liền ngắt lời nói: "Không chừng tứ đệ có tuyệt nghệ hút được chất độc ở trong người của tứ phu nhân ra, cho nên..." Thuần Du lão phu nhân dở khóc dở cười, mụ muốn khóc mà không thành tiếng. Sự thật chuyện này vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mụ quá nhiều. Bất giác mụ liên tưởng đến việc mình sinh ra 5 đứa con trai. Lão đại, lão tam, lão ngũ đều bị ác tật mà chết rồi. Hiển nhiên quái tật này làm cho đàn ông dễ chết hơn. Còn lão nhị đã luyện quyền công từ thuở nhỏ, ác tật khó bề phát tác, nhưng sớm muộn gì cũng không có tránh khỏi. Lão nhị bất đồng ý kiến với phu nhân. Lúc mụ nổi cơn tức giận đến cực điểm liền phóng chưởng đánh y chết trong khe suối. Tuy bấy mụ vẫn hối hận về việc làm này, mụ có biết đâu rằng lão nhị đã được tứ phu nhân cứu thoát và vẫn sống ở trên cõi đời. Bây giờ Thuần Du lão phu nhân khôn xiết bi thương và vui mừng. Mụ rất nóng lòng được trông thấy mặt con và muốn ôm con vào lòng nữa. Sau cùng là lão tứ, y cũng bất hòa với lão phu nhân. Nhưng mụ đã đánh chết lão nhị, và chỉ cần một mình lão tứ, mụ không thể nào giết chết hết được. Thế rồi mụ đem cầm tù y vào động Linh Xà núi Quát Thương. Đây là chỗ ở cũ của Thuần Du thế gia. Mụ muốn y ở đây ăn năn sám hối rồi nghĩ đến những thảm trạng mà tổ tiên nhà Thuần Du thế gia đã trải qua. Thuần Du lão phu nhân hành động như vậy là hy vọng lão tứ phát giác ra mình có lầm lỗi. Không ngờ hành động này chẳng có tác dụng gì đối với lão tứ. Tuy y không thay tên đổi họ, nhưng tự xưng là Linh Xà cư sĩ, thà rằng chịu chết chứ quyết không trở về với lão phu nhân. Thuần Du lão phu nhân bị kích thích dữ dội, khiến cho bản tính của mụ lại càng thiên lệch. Mụ muốn gây đổ máu khắp cả võ lâm giang hồ để hả nổi căm tức của mình. Thuần Du lão phu nhân không ngờ ngày nay mình còn có đứa cháu trai, và nghe nói còn một đứa cháu gái nữa. Nhưng chuyện này có thật không? Nếu là sự thật thì mụ nên mừng hay đau lòng? Lúc này mụ chìm đắm trong cơn trầm lặng suy tư không nói gì nữa. Độc Cô Nhạn cũng không nói gì. Trong lòng của chàng có đủ các mùi cay đắng ngon ngọt. Vì lời nói của Thuần Du đại phu nhân khiến tâm hồn của chàng rung động. Giả tỷ song thân của chàng sợ chàng mắc bệnh truyền nhiễm mà phải đem bỏ ngoài quỷ sầu giảng, thì mối cừu hận của chàng có thể vì thế mà cải biến hay không? Tiếng gọi thê thảm của tứ phu nhân theo những giọt nước mắt tầm tã: "Minh Nhi ơi Minh Nhi!" cùng tiếng rên la của Linh Xà cư sĩ lại không ngớt văng vẳng ở bên tai của chàng. Độc Cô Nhạn nhớ lại lời của Linh Xà cư sĩ: "Trong thiên hạ chẳng có cha mẹ nào mà không có thương con cái của mình. Chỉ có chuyện dạng bất đắc dĩ mà thôi. Ban đầu ngươi là một đứa con bỏ rơi cũng chỉ vì muốn cho ngươi có cái tốt." Từng câu từng chữ này là những mũi dao nhọn đâm vào trái tim của Độc Cô Nhạn. Đột nhiên nước mắt của chàng đầm đìa, chàng kêu thầm: "Dạ dạ ơi, nương nương!" Trong những thời gian chớp nhoáng này, bao nhiêu mối uất hận đối với song thân đã biến thành lòng yêu thương. Chàng hận mình chẳng được đến quỳ ngay trước mặt song thân để khóc sống lên một hồi. Âu trong thiên hạ chẳng có cha mẹ nào mà không thương con cái, làm cho chàng nước mắt đầm đìa. Chàng phải cắn răng vào đầu lưỡi để cho khỏi bật lên tiếng khóc. Thuần Du lão phụ nhân ấp úng hỏi: "Độc Cô Nhạn,
cớ sao người lại thường tâm đến như vậy? À, hay nhất thiết những chuyện đó là sự thật vậy? Độc Cô Nhạn rung lên đáp: hoàn toàn là sự thật. Nhưng chuyện này chẳng bao lâu nữa điều tra sẽ được rõ ngay mà. Bây giờ chàng cao hứng lại nói tiếp: Nhưng bây giờ Tôn Nhi nguyện ý kêu lão phu nhân bằng Nhưng nên biết rằng hào kiệt nhân sĩ thiên hạ chẳng một ai là có ý cừu hận thuần du thế gia. Trái lại họ hết sức nghiên cứu được dược vật để trị ác tật cho nhà ta. Hiện nay thuốc đã chế xong rồi, hãy uống vào là khỏi. Nhưng chỉ tuyên bố một câu là mù tan mây tạnh ngay lập tức. Chẳng giấu gì nhân, Tôn Nhi hiện là người đứng đầu quần hùng. Chúng ta trở về đất cũ chấn hưng thanh danh lại đi. Thuần Du lão phu nhân thở dài nói: Ê, vụ này khó mà tin được. Nhưng Độc Cô Nhạn ngắt lời: Nhân đừng do dự nữa. Quần hùng thiên hạ đang ở Đại Hùng Bảo Điện chờ đợi. Họ thấy nhân tới nơi là hết thảy đều đem lòng kính mộ. Thuần Du lão phu nhân trầm ngâm không nói gì. Thuần Du nhị phu nhân lên tiếng: Bá mẫu, lão nhân gia tin những lời này là thật ư? Thuần Du lão phu nhân ngậm ngùi đáp: Nếu quả đúng như vậy thì... Thuần Du nhị phu nhân cười nhạt ngắt lời: Còn ai mà không biết Độc Cô Nhạn là một tay kỳ tài cái thế hả? Cái thằng nhỏ này xảo trá vô cùng. Nhi tức e rằng bá mẫu bị gạt. Chúng ta mà theo gã đến Đại Hùng Bảo Điện là lọt vào cạm bẫy của chúng đâu. Nhi phu nhân ngừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp: Dù cho chuyện này có thật, chẳng lẽ bá mẫu phút chốc đã phá bỏ thành kiến để chung sống hòa bình với họ chăng? Mối cừu hận trăm năm trước có lý đâu lại tiêu tan nhanh đến như vậy được? Nhà ta nhẫn nhục hàng trăm năm, chẳng thể một ngày gây nên quay gió để gây cừu hận được. Bây giờ gặp cơ hội, chẳng lẽ bá mẫu lại đi nghe lời xảo trá của thằng lõi này mà bỏ hết tất cả những chí quyết từ bấy lâu nay? Thuần Du lão phu nhân rung lên bần bật, trầm giọng quát lên: Ai bảo ta bỏ hết mọi chuyện chứ? Bất luận gã nói thật hay là nói dối thì lão thân cũng quyết lấy máu của gió làm rửa mối thâm cừu đại hận, quyết không có tranh cãi chuyện này. Độc Cô Nhạn chấn động tâm thần, chàng lớn tiếng: Nhị bá mẫu. Thuần Du nhị phu nhân lạnh lùng hỏi: Ai là nhị bá mẫu của ngươi hả? Nhị bá mẫu không bằng lòng cho Điệt Nhi xưng hô như vậy cũng không sao. Nhị phu nhân, nhị phu nhân đừng quên là đức trượng phu của nhị phu nhân hãy còn sống trên nhân gian này. Và lúc này đại khái vẫn quanh quẩn ở trong quỷ sầu gián. Nếu nhị phu nhân còn nhớ đến câu tam tùng tứ đức, tất nhiên không hung dữ như thế này. Nhị phu nhân không chờ Độc Cô Nhạn hết lời, mụ đã rít lên: Thằng lối này nói càng, mày muốn chết rồi đây. Rồi mụ dung chưởng lên đánh tới. Độc Cô Nhạn nói vẫn đùng đùng, chàng cũng vừa dung tay phóng chưởng vừa quát to: Ta đã kêu mụ một điều nhị bá mẫu, đó là tiếng gọi đầu tiên và là cũng là tiếng gọi cuối cùng. Nếu mụ không biết hối hận thì từ đây mụ với ta thành kẻ thù không đổi trời chung. Bỗng nghe tiếng rít dèo déo làm cho chưởng lực của hai bên đều bị quá dài. Nhị phu nhân loạn choạng người đi mấy bước, mụ gầm lên bằng một thứ âm thanh quái gở: Thằng lỗi này, bản lãnh đã đến một trình độ ghê gớm, nếu không sớm trừ khử mày thì rồi đây. Người của mụ lại lao đi muốn nhảy sổ lại đánh nữa. Thuần Du lão phu nhân lạnh lùng thét lên: Dừng tay lại. Nhị phu nhân vội thu tay về, mụ hàng học nói: Xin bá mẫu tác chủ cho. Dù lời thằng lỗi này đúng sự thật, nhưng thái độ ngang ngược của hắn như vậy thì phải là con cháu của Thuần Du thế gia, chỉ sớm trừ đi là hơn. Thuần Du lão phu nhân không nhẫn nại được nữa liền nói: Ngươi làm cái gì mà lắm điều vậy? Lão thần sẽ có cách xử trí mà. Đoàn lão phu nhân quay sang Độc Cô Nhạn nói: Hài tử à, nếu lời ngươi nói đúng sự thật thì ngươi có phải là tôn nhi của ta không? Dĩ nhiên là sự thật rồi, không còn sai gì nữa. Bây giờ chỉ còn chờ thái độ của lão phu nhân quyết định mà thôi. Người trở mặt với nhị bá mẫu như vậy mà bảo là con cháu của Thuần Du thế gia sao? Độc Cô Nhạn ngập ngừng: Cái đó, lại đây. Thanh âm của Thuần Du lão phu nhân rít lên the thé, nghe rất chói tai, khiến cho Độc Cô Nhạn không khỏi sợ hãi. Nhưng chàng tỏ vẻ kiên quyết lắc đầu đáp:
Không được. Trước hết Tôn Nhi cần được cùng lão phu nhân bàn định ổn thỏa đã. Thuần Du lão phu nhân gắt lên. Mì tính sao thì nói đi. Lão phu nhân hãy đưa các vị bá mẫu đến uống thuốc trừ ác tật đi. Thuần Du lão phu nhân trợn mắt lên hỏi. Lão thần biết đâu mi không bỏ thuốc độc vào trong đó. Độc Cô Nhạn châu mày đáp. Cái đó Tôn Nhi xin lập lời trọng thể. Thuần Du lão phu nhân bật lên một tràng cười lạnh gáy và nói. Lão thần nghe lời thề thốt đã nhiều, nên đối với lão thần nói chẳng có nghĩa lý gì đâu. Độc Cô Nhạn bồn chồn đáp. Thế thì Tôn Nhi đem thủ cấp của mình ra mà bảo đảm. Thôi cũng được, nhưng có một điều là lão thần phải khuất tất mi một chút. Lão nhân già cứ nói đi, dù khoái khuất tất như thế nào Tôn Nhi cũng cam chịu. Vậy người qua đây để lão thần điểm quyệt người trước đã. Độc Cô Nhạn ngập ngừng. Cái đó trừ cách này, mi đã đứng đầu quần hùng thì đi gọi hết mọi người trong điện ra đây để lão thần điểm quyệt bọn họ, xong rồi hãy bàn đến vấn đề khác. Cái đó Tôn Nhi dù muốn tiếp thụ nhưng quần hùng thì nếu vậy thì khó lắm đó. Lão phu nhân trầm giọng nói tiếp. Lão thần chẳng muốn lừa gạt ngươi làm chi, nhưng quần hùng thiên hạ thì bất luận lý do nào lão thần cũng không thể nhiêu dung một cách khinh suất được. Lão nhân già ý định như thế nào, liệu có cho Tôn Nhi hay được không? Bản ý của lão thần đến đây là phải giết cho kỳ hết những người dự hội. Xong vì có mi ở trong đó thì 10 phần giảm đi 7 còn 3. Ví dụ quần hùng có 100 người hội họp thì phải giết trước 30 người đi. Độc Cô Nhạn nóng nảy vô cùng và hỏi. Vụ này không thể làm được. Sao lão nhân gia lại khư khư ôm lấy mối cừu hận như vậy? Thế là lão thần đã nhân từ quá thể rồi đó. Ngoài ra lão thần còn bắt hết các môn phái trong thiên hạ phải tôn kính nhà Thuần Du thế gia. Là dạng thế chi tôn trong gió lầm, toàn quyền sinh sát, không một ai được có điều dị nghị gì. Lão nhân già không thể suy nghĩ hơn cái đó được hay sao chứ? Ngoài những điều kiện này không còn biện pháp nào hơn đâu. Độc Cô Nhạn ngửa mặt lên trời hú một tràng dài vô cùng thê thảm, chàng nói. Lão nhân già nói như vậy e rằng cuộc đàm thoại không có đi đến kết quả nào đâu. Đại tức phụ, nhị tức phụ, hai người ra bắt lấy gã cho ta. Đại phu nhân, nhị phu nhân dâng lời chạy ra. Độc Cô Nhạn lòng nóng như dao cắt, chàng lớn tiếng la lên. Tiểu điệt đã nói rõ thần thế, chẳng lẽ các vị còn không tin sao? Đại phu nhân sửng sốt thét vàng. Lão thần bắt buộc phải dâng lên đại phu nhân. Dù lão thần có lòng bảo hộ cho ngươi nhưng cũng không dám. Đây là việc không còn có biện pháp nào nữa. Nhưng nhị phu nhân liền nói tiếp theo. Nếu người biết tôn kính bậc trưởng thượng, một lòng tuân lời lão nhân gia, thì chúng ta có thể bên vực cho người khỏi bị tru lục. Bằng người còn kháng cự thì khó nói lắm. Mụ chưa dứt lời thì đã dùng ngâm ngón tay ra quầm quập như là móc câu chụp tới. Thuần Vũ đại phu nhân tuy ngoài miệng ra vẻ đồng tình, nhưng mà ở trong lòng chẳng khoan dung. Mụ xòe hai bàn tay ra, quy thế còn ghê gớm hơn cả nhị phu nhân nữa. Độc Cô Nhạn đã là bại tướng dưới tay của hai vị phu nhân, môn âm tà thần công cao thâm khôn lường này chàng chẳng thể nào chống cự nổi. Lúc này một mình chống lại hai vị phu nhân, lòng của chàng càng thêm nỗi hoang mang. Độc Cô Nhạn chợt nhớ đến năm chiêu tuyệt kỹ của Ngộ Quả Thiền Sư. Chàng không ngần ngừ gì nữa, dùng hai tay ra chống đỡ hai người. Chiêu thức còi rất tầm thường mà đồng thời đón đỡ hai cao thủ nhà Thuần Du thì tưởng chừng như là một việc không thể làm nổi. Độc Cô Nhạn, ngươi tìm con đường chết thật sao? Mụ ngấm ngầm dẫn thêm năm thành công lực vào đầu ngón tay rồi chụp lẹ tới. Thuần Du đại phu nhân cũng tưởng mình đắc kế vì chiêu thức của Độc Cô Nhạn coi quá tầm thường. Chẳng có gì là ly kỳ cả. Mụ chắc mẩm là chỉ cần một chiêu là có thể kềm chế đối phương một cách dễ dàng. Ngờ đâu chiêu thức của Độc Cô Nhạn bề ngoài coi rất tầm thường, mà thực ra bên trong thì ẩn giấu nhiều biến hóa ảo diệu khôn lường. Nếu không thế thì năm chiêu vừa kia đã làm cho chàng phí cả ngày trời ròng rã mới học được. Giữa lúc hai đại phu nhân và nhị phu nhân phóng chưởng tới, thì đột nhiên cảm thấy mắt hoa lên, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
thì Độc Cô Nhạn đã biến chiêu luôn mấy lần. Cách biểu diễn này vừa kỳ bí lại vừa mau lẹ, ngoài sức tưởng tượng của con người. Tuy nhị vị phụ nhân liên hợp với nhau mà vẫn chưa nhìn rõ được sự biến hóa về chiêu số của đối phương. Đại phu nhân và nhị phu nhân đang lúc thất kinh mắt hoa lên tai lúng cuống. Độc Cô Nhạn buông tiếng cười lạc, đột nhiên chàng đổi tiếng cười ra tiếng quát, đồng thời phát ra hai tiếng vang dội. Đại phu nhân và nhị phu nhân đều phải lùi một bước. Nguyên khuỷu tay của hai người đã bị Độc Cô Nhạn đập trúng một phát, không nặng mà cũng không nhẹ. Tuy cái đập này chẳng lấy gì làm quan trọng, nhưng hai vị đều cảm thấy nửa người cơ hồ như không nhúc nhích được. Đây là một điều khiến cho ai cũng phải ngạc nhiên. Vì trước đây mấy bữa, một trong hai vị phu nhân đã giao thủ với Độc Cô Nhạn, thì bất luận vị nào cũng kềm chế được chàng dễ dàng. Vậy mà mới sau có mấy bữa thì không ai theo kịp chàng nổi. Hai vị phu nhân hầu cận lão phu nhân bất giác la lên một tiếng kinh hoàng. Thuần Du lão phu nhân cũng vô cùng kinh ngạc, mụ lớn tiếng quát lên: "Xem chừng chính lão thần phải ra tay mới được." Không ai nhìn thấy mụ chuyển động, mà người đã giọt đến trước mặt của Độc Cô Nhạn như loài quỷ mị. Độc Cô Nhạn sửng sốt nói: Nhưng khoan rồi hãy động thủ, Tôn Nhi có lời muốn nói." Nguyên chàng bị thân pháp của Thuần Du lão phu nhân làm cho kinh hãi. Tuy chàng hất lui được đại phu nhân và nhị phu nhân, nhưng chàng tự lượng chàng không phải là đối thủ của lão phu nhân. Thuần Du lão phu nhân khẽ quát lên: "Các ngươi hãy lui ra, Độc Cô Nhạn mi còn muốn nói cái gì?" Đại phu nhân và nhị phu nhân lùi ra đứng ở phía sau của đại phu nhân. Đồng thời tam phu nhân, ngũ phu nhân và ba thiếu nữ kế tiếp nhào tiến lại gần. Độc Cô Nhạn nét mặt buồn rầu và nói: "Tôn Nhi khẩn cầu lão nhân gia nghĩ lại. Lấy máu đòi nợ máu không phải là biện pháp rửa thù cho người đời trước." Thuần Du lão phu nhân vẫn tiến lại gần, mụ rung lên hỏi: "Ngươi vẫn chỉ là một câu này thôi sao?" Độc Cô Nhạn lùi lại hai bước rồi nói: "Thứ hai là việc có liên quan đến gia gia của Tôn Nhi." Chàng vừa nói vừa lùi hai bước nữa. Thuần Du lão phu nhân rung lên hỏi: "Việc gì có liên quan đến gia gia của mi hả?" Hiển nhiên mụ vẫn còn giữ mối thâm tình phụ tử. Đối với lời nói của Độc Cô Nhạn khiến cho mụ không nhịn được phải hỏi vặn lại. Độc Cô Nhạn thở dài đáp: "Giả như lão nhân gia nguyên lượng sự lỗi lầm của mẫu thân Tôn Nhi thì gia gia nhất định quay về dưới gót để tiếp tục gây niềm vui trong thiên đạo gia đình." Chàng vừa nói vừa lùi, bây giờ đã đi thêm 7-8 trượng và chỉ còn cách Đại Hùng Bảo Điện 5 trượng, nghĩa là khiến cho phép kích thủy thành khí của Thế Ngoại Tam Kỳ và Lê Di Tử có thể xô làng hơi thuốc tới nơi. Thuần Du lão phu nhân trong lúc tận tình khích động kịch liệt, quả nhiên không nghĩ tới vấn đề này. Mụ vừa tiến từng bước một, vừa lớn tiếng quát hỏi: "Vụ này mi nói láo rồi, lão thân hành tội tứ tức phụ thì lão tứ có biết gì đâu." Mi Thuần Du nhị phu nhân lên tiếng: "Bá mẫu chớ để hắn lừa gạt, không hiểu thằng lỗi này còn có quỷ kế gì nữa đây." Thuần Du lão phu nhân tỉnh ngộ, đột nhiên dừng bước rồi quát hỏi: "Nhỏ kia, mi thật là lớn mật mà." Đột nhiên mụ dung chưởng đánh ra. Độc Cô Nhạn giật mình kinh hãi, dung chưởng lên chống đỡ. Không ngờ chưởng lực kia đột nhiên trở nên một luồng ám kình xoáy lại, giữ người của Độc Cô Nhạn không cho lùi nữa, rồi hút ngược trở lại đến 5-6 thước. Thuần Du lão phu nhân cười khanh khách rồi nói: "Thằng nhỏ kia, mi định chạy đi đâu cho thoát đây?" Đồng thời năm ngón tay khô như que củi đưa ra chụp xuống. Độc Cô Nhạn bị chưởng lực của lão phu nhân cuốn trở lại 5-6 thước, trong lòng hồi hộp vô cùng. Lúc lão phu nhân phóng năm ngón tay ra chụp chàng, liền điểm hai chân xuống nhảy giọt đi như tên bắn về phía sau. Lão phu nhân không ngờ đối phương nhảy một cái đã 5-6 trượng. Thuần Du nhị phu nhân vội la lên: "Bá mẫu chớ rượt theo, phải đề phòng thằng lõi này có điều mang trá." Nhưng lão phu nhân đang cơn tức giận chẳng thèm để ý gì nữa. Mụ quát lên một tiếng rồi giọt người lên đuổi theo. Đại phu nhân vừa chuyển động thân thể thì tam phu nhân, ngũ phu nhân và ba thiếu nữ cũng lướt đi như bóng giới hình sâu về phía Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn dẫn toàn lực đề khí cho tốc độ thật nhanh, chạy đến cửa sau của đại điện. Chàng điểm chân xuống đất giọt đi 5-6 trượng trong hai bước. Đồng thời chàng la lớn lên: "Vô danh lão nhi, lẹ lên!"
Chàng tưởng chừng vô danh tẩu cùng bọn tội phạm thiền sư đã chờ sẵn mình, chỉ hô lên một tiếng là trong điện sẽ phóng chất thuốc ra cửa sổ phía sau. Quả nhiên vô danh tẩu lớn tiếng đáp: Lầm lão nhì bất tất phải hoang mang, lão phu chờ đây từ lâu rồi. Bỗng nghe tiếng đánh binh một tiếng, cửa sổ ở phía sau đã bị chưởng lực đánh vỡ tan. Tiếp theo là một luồng mây khói hơi nước ào ào xông ra ngoài cửa sổ. Luồng hơi độc do ở cửa phóng ra lại được Lê Di Tử dùng thế mại tâm kỳ hợp lực, dùng phép kích thủy hóa khí phun lên cao 10 trượng và phóng ra trong một phạm vi rộng chừng 20 trượng vuông. Cả tòa đình viện ở phía sau Đại Hùng Bảo Điện bao phủ một luồng hơi mù mịt. Những tiếng nghe vèo véo rít lên nghe chói tai. Bao nhiêu người nhà Thuần Du thế gia cũng đều lọt vào trong luồng hơi độc này. Thuần Du lão phu nhân tức giận gầm lên như cứu kêu rồi gào thét: Thằng xuất sinh thật là lớn mật, dám ám toán lão thần. Mụ dùng tay chưởng ra, một luồng mù trắng dày đến hai thước bao phủ toàn bộ thân hình của mụ, tựa hồ như là một bức tường đồng vách sắt. Độc Cô Nhạn lớn tiếng hô lên: Tôn nhi không ám toán nhân nhân đâu, đây không phải là hơi độc mà là chất thuốc trị chứng ma phong rất công hiệu, chỉ hít vào một chút là khỏi bệnh ngay. Thuần Du nhị phu nhân hô lên: Bá mẫu đừng nghe lời xảo trá của hắn, chúng ta mau mau rút lui đi. Nhị phu nhân cũng xô ra một luồng mù tía để hộ thân. Mụ chưa bị chút hơi thuốc nào ngấm vào người đã tung mình nhảy giọt qua hai tầng đại điện. Thuần Du lão phu nhân hắn giọng lên một tiếng, hai vai rung động, bà nhảy lên sau mà giọt qua hai tầng điện trước. Nhưng đại phu nhân và tam phu nhân cùng ba thiếu nữ không có ý chí cương quyết như nhị phu nhân. Lời nói của Độc Cô Nhạn khiến cho họ có chút động tâm. Luồng mù tía kia tan đi rồi thì luồng hơi thuốc ràn rụa trong đình viện thấm vào người của họ chẳng ít thì nhiều. Chất thuốc này linh nghiệm vô cùng. Đại phu nhân là người đầu tiên cảm thấy lỗ mũi ngứa ngáy rồi tự nhiên hắt hơi mấy cái. Bất luận công lực của phe chính hay phe tà đều tụ chân khí ở huyệt đan điền. Chân khí mà tan đi, công lực cũng mất luôn và phải đề tụ lại. Họ hắt hơi là một điều tối kỵ của con nhà võ. Trong khi giao thủ, đại phu nhân chỉ vì hắt hơi một cái mà bao nhiêu chân khí đề tụ ở đan điền đều bị tiêu tán, đồng thời công lực cũng mất hết. Đại phu nhân cực kỳ kinh hãi, mụ vội đề tụ chân khí lại để toàn nhảy theo lão phu nhân vào trong viện. Nhưng lúc chớp nhoáng tình trạng nguy hiểm tựa ngàn cân treo sợi tóc này, mụ đề tụ chân khí một cách ung dung thế nào được chứ? Giữa lúc công lực tiêu tán, luồng mù tía chung quanh của đại phu nhân lập tức tiêu tan đi. Làn hơi thuốc ràn rủa liền thừa cơ bao phủ lấy mụ. Cả đầu mình và quần áo đều ướt đẫm, đồng thời một luồng hơi mát mẻ vào trong hai lỗ mũi không ngớt hít vào nội phủ. Trong đại điện, nhị phu nhân lớn tiếng gọi: Đại tẩu, mau rút lui ra đây. Đại phu nhân nghe tiếng gọi liền tỉnh lại ngay, nhưng cặp chân nặng tựa ngàn cân, không còn sức mà chuyển động được nữa. Lúc mụ quay lại nhìn thấy thì tam phu nhân, ngũ phu nhân cùng ba thiếu nữ con gái của mụ và tam phu nhân đã đều ngã lăn ra đất mê man bất tỉnh rồi. Đại phu nhân thấy vậy cả kinh thất sắc, trong lòng thê thảm vô cùng. Thanh âm của Thuần Du lão phu nhân trong đại điện lại vang lên: Đại tước phu, lẹ lên, người bị trúng ám toán rồi sao? Âm điệu hết sức là thê lương và tức giận. Đại phu nhân muốn mở miệng trả lời nhưng hai hàm răng rung lên cầm cập không thốt nên lời. Tứ chi đã dần dần mất cảm giác, mụ tưởng chừng như trời đất quay cuồng rồi té quỵ xuống đất, trong miệng chất thuốc đã tan dần. Trừ Thuần Du lão phu nhân và nhị phu nhân, ngoài ra đều bị mù thuốc tiêm nhiễm té lăn lộn dưới đất. Tuệ Phạm thiền sư Thế Ngoại Tam Kỳ, Lê Di Tử, Thiên Nam Độc Thánh, Tứ Bất Hòa Thượng cùng bọn Lạc Hà Điếu Tẩu Thân Công Thường và mười mấy vị lão hiệp sĩ lục tục kéo vào trong viện. Lần này bạch cốt trận của Vô Danh Tẩu và độc trận của Thiên Nam Độc Thánh tuy chưa có tác dụng quan trọng, nhưng nhất cử mà đối phương chỉ còn Thuần Du lão phu nhân và nhị phu nhân lọt lưới cũng không phải chuyện dễ dàng. Độc Cô Nhạn đảo mắt bốn phía rồi cất tiếng dục: Màu màu chuẩn bị bao dây tòa đại điện thứ hai, kể cả cửa sổ ra trước. Nguyên Thuần Du lão phu nhân chưa dời đi ngay, hiển nhiên là hai người muốn chờ cho làn hơi thuốc tiêu tan
rồi sẽ quay vào cưới bọn đại phu nhân về. Tề Phàm Thiền Sư nghe tiếng Vô Danh tẩu hô, không dám chần chừ, lập tức giọt người ra bố trí, bao quanh Thuần Du lão phu nhân và nhị phu nhân trong nhà đại điện. Thế ngoại Tam Kỳ Lê Vi Tử và Tứ Bất Hòa Thượng thì lưu lại nguyên chỗ. Độc Cô Nhạn trầm giọng quát lên, sao còn chưa phun hơi thuốc ra đi? Vô Danh tẩu lắc đầu cười rồi dùng phép truyền âm nhập mật nói, Nhãi Nhi, ngươi đừng có quát tháo nữa, hơi thuốc dùng hết rồi. Trời, hết rồi ư? Độc Cô Nhạn vẫn dùng phép truyền âm nhập mật la lên, người mắc phải quái tật này không biết bao nhiêu mà kể, bây giờ dùng hết thuốc rồi há chẳng phải? Bỗng có tiếng đáp lại, hơi thuốc tuy dùng hết, nhưng dược liệu hãy còn nhiều. Có điều ngay bây giờ thì không lấy gì để cung cấp cho tổ mẫu cùng nhị bá mẫu của ngươi cần dùng mà thôi. Độc Cô Nhạn kinh ngạc hỏi, các vị cũng nghe thấy rồi ư? Các người là ố ôm sồm, cả quần hùng ở trong khách xá cũng nghe thấy cả rồi. Ha, chẳng phải bọn lão phu mà thôi. Nếu vậy bọn họ tất khó chịu với ta rồi. Đa số đều thông cảm cho chúng ta và tôn kính nữa. Việc người tàn sát 93 tài cao thủ ở núi Nhật Nguyệt và làm cho chưởng môn của phái Võ Gì tàn xương nát thịt ở Bắc Man, họ đều buông xuôi không nghĩ tới nữa. Trong lúc hai người nói chuyện thì bốn nhà sư hàng chữ Thiên ở chùa Thiếu Lâm đã khiêng cái vạc lớn ở trong Đại Hùng Bảo Điện ra, đặt ở trước mặt của Độc Cô Nhạn rồi rút lui. Chỗ này cách đại điện nơi có bọn Thuần Du lão phu nhân chỉ hơn 10 trượng. Nếu dùng phép khích thủy hóa khí thì phun ra bao vây toàn đại điện chẳng khó khăn gì. Độc Cô Nhạn để ý nhìn vào bên trong cái vạc còn chứa nuốt thuốc đến một nửa. Vô Danh tẩu cười nói, đây toàn là nước trong không, dùng không được gì cả. Độc Cô Nhạn cau mày hỏi, nếu Thuần Du lão phu nhân bằng lòng phục thuốc thì làm thế nào? Nếu lão nhân già muốn dùng thì xin ngươi chờ lại một canh giờ để chúng ta đốt vạc nấu thuốc. Nhưng lão ngừng lời lại rồi lên tiếng nói tiếp, theo nhận xét của lão phu thì lão nhân gia không có chịu dùng đâu, vì mối hận đã ăn sâu vào trong tâm khảm, không thể một lúc mà tiêu trừ ngay được. Lão nhân gia không nhìn nhận cả con cháu mình thì đủ hiểu mối uất hận của người nó đã lên đến trình độ nào. Vậy thì cái vạc này còn dùng làm chuyện gì nữa? Làm gì ư? Để hầm dọa lệnh tổ mẫu, khiến lão nhân gia không dám thi hành độc thủ thì chúng ta mới được yên thân đó. Độc Cô Nhạn ngạc nhiên hỏi, lão nhân gia lợi hại đến thế thật ư? Hiện giờ đông đủ quần hào tại hiện trường, sao không bắt lấy người già bắt phục thuốc? Vô Danh tẩu lắc đầu nói, không được, hiện giờ luyện thuốc không kịp. Nếu để lão nhân già biết là thuốc giả thì e rằng những người có mặt tại hiện trường ít ra là bị chết một nửa. Vừa rồi lão phu đã coi thần thủ của lão nhân già rồi, mình còn tự xấu hổ là thua xa lắm đó. Độc Cô Nhạn lên tiếng vội nói, nếu vậy thì không nên bao vây họ nữa. Không được, làm như vậy càng khiến họ nghi ngờ. Phải chăng tiền bối muốn để họ có rất nhiều chỗ chạy thoát, chuồn qua cửa sổ cũng được, nhưng để họ đi thì mối hận lại càng ghê gớm hơn. Ngoài ra không còn biện pháp nào khác đâu. Chúng ta theo dõi hành tung lên tận núi Nhạn Đảng rồi hãy tính. Đột nhiên thanh âm của Thuần Du lão phu nhân ở trong đại điện lại quát lên, gã Độc Cô Nhạn súc sinh kia, nếu lời mi nói là đúng sự thật thì mi thật là không bằng cầm thú. Lão thần sớm muộn rồi cũng sẽ đem mi về núi Quát Thương, là nơi cố thổ của Thuần Du thế gia. Mi sẽ bị loạn đao hành hình để tế điện cho tổ tông đã bị thảm tử trăm năm trước đây đó. Độc Cô Nhạn nghe lão phu nhân nói như vậy, ở trong lòng chàng không khỏi hãi hùng. Quý thính giả thân mến, Độc Cô Quái Khách phần 27, tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 28 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.